thưa quý vị, tiếp theo đây chúng tôi mời quý vị sẽ tiếp tục hòa quyện cùng với không gian âm nhạc vô cùng ấm cúng và sang trọng này. Chúng ta sẽ cùng đến với một liên khúc song ca trữ tình. Và có thể nói là trong cái chặng đường âm nhạc của mình thì nữ ca sĩ Cẩm Ly đã có cơ duyên song ca cùng với rất nhiều nam ca sĩ nổi tiếng. Tuy nhiên, để nói về sự ăn ý hòa quyện trong dòng nhạc trữ tình dân ca thì không thể không nhắc đến cái tên nam ca sĩ Quốc Đại. Quốc Đại xin bật mí nha. Hôm nay thì Quốc Đại sẽ quay hai cái liên khúc mà Quốc Đại nghĩ rằng khi mà phát hành những cái liên khúc này, tại vì mấy liên khúc kia Quốc Đại chưa được nghe, chỉ Quốc Đại được nghe hai liên khúc Quốc Đại thôi, thì bảo đảm là sẽ Quốc Đại nghĩ rằng là sẽ gọi là quanh tạc trên các chuyến xe, sẽ thường xuyên là quý vị sẽ đi xe là quý vị sẽ nghe Quốc Đại Cẩm Ly của nguyên cái đĩa Cẩm Ly xưa và nay với những cái liên khúc, những cái bản mashup thật tuyệt vời. Tuyệt phẩm trữ tình xưa và nay, trời ơi, đi quay xong không nhớ tên. Không, Quốc Đại chỉ nhớ Cẩm Ly xưa và nay thôi. Không cho nói luôn rồi, dạ. Mình thấy không là ánh trăng lửa gió. Anh Đại vừa mới nói gì anh Đại? Nghệ thuật là ánh trăng lừa gió nè, đang lừa gió. Anh Đại phải mất bao lâu để lừa gió khán giả với bộ mặt đẹp? Chắc là nếu mà trung bình là chắc 1 tiếng. Lâu lắm rồi thì gia đình Kim Lợi mới có một cái buổi quay như thế này. Và thật sự là thấy sân khấu là thấy mua sướng rồi. Kỳ này là cái với chương trình là Cẩm Ly xưa và nay thì chắc chắn phải có Quốc Đại rồi. Không có là Quốc Đại kiện á, không có là Quốc Đại kiện thì chuyện như tại sao xưa và nay mà không có Quốc Đại. Quốc Đại là xưa hay là nay? Xưa và nay luôn. Quốc Đại hơi bị tham, vừa muốn xưa mà vừa muốn nay luôn. Thì trong cái hành trình xưa và nay đó với chị Tư thì em cảm thấy chị Tư là người như nó xong nữa hả? Không, cái này tự anh nói em chứ hỏi chung khơi khơi vậy thôi. Đâu nha hả? Đó thì tự nhiên nói tôi khó chịu, tôi quay với Tư khó chịu. Giờ này chưa có mặt nữa đó. Nói chứ Tư là mấy cấp ở nhà ha, còn Quốc Đại là mọi người mấy cấp trên này xíu Tư xuất hiện. Tư khó chịu lắm, làm cái gì khó chịu. Ở ngoài đời thì không có chịu, nhưng mà làm việc thì rất là khó chịu. Làm thử đi rồi biết. Nói xấu vậy đủ chưa? Đủ chưa An? Bác An nó hay xúi, xúi Quốc Đại nó xấu, xúi nghệ sĩ nó xấu nha. Xúc xỉm ca sĩ này, xúc xỉm ca sĩ kia rồi. Anh Đại tự nhiên lại có hỏi em đó là cảm xúc của anh về chị Tư thì em không hề nói là anh nói xấu, tự anh động anh nói là nói là nói xấu, tự anh nói là không phải, tại vì anh hiểu em á, anh hiểu em, ý em nói là em anh phát biểu về chị Tư đi thì đừng nói, nó đừng có khen chê đi, cái gương mặt của em biểu hiện qua câu hỏi nói rồi nó mày sẵn Tư rồi là mày còn Minh Vy, anh nói luôn đi. Vì không dám nói, cũng vì Quốc Đại chưa xếp rồi. Nói cắt, nói cắt, tự nhiên cắt hình á. Tiếng một hình, tiếng một song ca mà lấy hình chị Ly không luôn á, mình sẽ buồn á. Ha, nói không cắt hình á. Mà nhiều khi nói xong mà cái này cũng không được lên hình luôn á. Và thưa quý vị, ngày hôm nay lần đầu tiên chúng tôi giới thiệu đến quý vị một cái liên khúc trữ tình song ca rất là đặc sắc mà nhạc sĩ Minh Vy trong cái thời gian mùa dịch Covid vừa rồi đã đầu tư tâm huyết. Và điều đặc biệt là với sự thể hiện của ban nhạc Kim Lợi cùng với phần hòa âm phối khí của nhạc sĩ Duệ Hùng, chắc chắn đây sẽ là một tuyệt phẩm song ca tuyệt vời trong buổi tối ngày hôm nay. Và mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho cặp đôi ăn ý và hòa quyện nhất, nữ ca sĩ Cẩm Ly và nam ca sĩ Quốc Đại.